được bảo trợ bởi Công ty Thực phẩm Tây Hồ và Sài Gòn City Marketplace 714-531-9800. Bác sĩ Morita, công ty Princess Lifestyle, sống vui, sống khỏe, sống truyền thọ. Thẩm mỹ Hoài Anh Kali, chuyên phun thêu, phun xăm thẩm mỹ 714-248-2725. Việt Cargo and Travel 714-775-3733, 775-3733. Đỗ Thành Entertainment 949-233-8621. Tiệm vàng Mai Ly 714-903-8821, 903-8821. Xe Plus Outlet 714-981-6555. Ca sĩ Ý Nhi kính mời. Bảo hiểm FMG Agency 714-887-2886. Trung tâm giải phẫu thẩm mỹ Lamson 714-636-3388, 636-3388. EVA Air, a Star Alliance member. The Jungle Resort and Casino. Bây giờ là như em Jennifer nói, lấy phone ra chụp ảnh. Trong lúc đó thì ban giám khảo để làm việc và tìm xem 5 thí sinh xuất sắc nhất trong lứa tuổi từ 9 đến 17 tuổi. Quý vị thích thí sinh nào? Jennifer không nghe, quý vị thích thí sinh nào? B mấy? B12? 15? 1? Được ban giám khảo nhắm tới trong lứa tuổi từ 9 tới 17 tuổi. Xin mời em đầu tiên là ai ạ? Xin mời giám khảo Diệp Xuân. Số 8. Em số 8. Xin chúc mừng em số 8. Xin mời em lên đây. Số 3. Thí sinh số 3. Số 9. Thí sinh số 9. Trúc Nguyễn. Số 15. Thiên Anh Hồ số 15. Số 15. Thật hạnh phúc quá được đứng bên các em. Và cuối cùng Sarah Harvey số 14. Số 14. Em cuối cùng. Số 14. Em tưởng đâu là một ai khác, không tưởng là em. Như vậy xin mời ban giám khảo có những cái câu hỏi về phần thi ứng xử dành cho các em. Xin mời giám khảo Diễm Xuân. Trời ơi. Hỏi bé số 3, tại sao con tham gia cuộc thi này vậy? Dạ con thi tại con thích áo dài. Đúng, quá giỏi. Rất là ngắn gọn. Giám khảo Diễm Xuân hỏi tại sao con thi cuộc thi này, em nói là tại vì em thích áo dài. Vâng, xin mời tiếp tục với câu hỏi số 2. Con chuẩn bị cuộc thi này như thế nào? Số 8. Dạ con, mẹ con may áo dài cho con. Xong rồi dì con qua giúp con trang điểm. Dạ. Giỏi, thank you con. Còn đối với thí sinh Trúc Nguyễn thì sao? Xin mời anh Kha Vinh Hiệp. Chú Hiệp chào, không biết chào em hay chào con nha. Chào chú. Thì chú Hiệp thấy con mặc cái áo dài màu xanh là nổi nhất trong tất cả các em ở đây. Thì bây giờ chú Hiệp hỏi là con có thích áo dài không? Dạ có, con thích áo dài. Bây giờ mai mốt là con sẽ đi mặc áo dài trong các buổi tiệc chứ đi, đúng không? Dạ. Con thích vậy đúng không? Dạ. Thì bây giờ chú Hiệp hỏi tại sao con mặc chiếc áo dài? Con mặc chiếc áo dài bởi vì con là người Việt Nam. Rồi, vậy được rồi. Tuyệt vời, một câu trả lời rất là thông minh. Xin mời giám khảo Kha Vinh Hiệp. Con có thích áo dài không? Dạ, con rất là thích áo dài. Bây giờ tại sao con lại mặc cái áo dài? Bởi vì áo dài là biểu tượng của truyền thống Việt Nam. Nên con rất thích mặc áo dài. Nếu như quý vị khán giả thấy đúng, xin cho một tràng pháo tay. Xin tiếp tục anh Raymond Wan. Do you understand Vietnamese? Do you understand Vietnamese? Okay. No. Why you like to wear the áo dài? Because I think it looks really pretty and I like it a lot. Because she thinks it's very pretty. What do you guys think? Is it pretty? Do you have the meaning of the áo dài? Do you know the meaning of an áo dài? Why we wear it? No. You don't, but do you like it though? And that's all it really matters. Wearing an áo dài, if you feel like you are pretty and you like it, that's all it matters.
Thank you. Em thích chiếc áo dài rất đẹp và em thích chiếc áo dài. Và đó là lý do mà em mang áo dài ngày hôm nay. Đây là em Kỳ Nguyễn Kỳ Duyên. Bây giờ trong những cái giây phút rất là căng thẳng để xem thử kết quả ai sẽ là Miss Áo Dài và ai sẽ là tiềm năng cho thí sinh ứng xử hay nhất. Bây giờ Cao Vinh Hiệp đọc nha. Ai cũng dòm Cao Vinh Hiệp hết sợ quá. Bây giờ Cao Vinh Hiệp đọc Miss Áo Dài của độ tuổi các em từ 9 tới 17. Miss Áo Dài là số 9. Oh, wow. À, cho anh Tuấn hỏi một chút, lý do vì sao anh chọn chiếc áo dài là số 9 cho cái Miss Áo Dài ngày hôm nay? Thật ra thì Cao Vinh Hiệp cùng hai vị giám khảo ở đây thì thấy cái áo dài Việt Nam là một cái áo dài phải nói là nó biểu hiện cho cái nét đẹp người phụ nữ Việt Nam. Thì khi Cao Vinh Hiệp nhìn vô chiếc áo dài, mặc dù nó đơn giản nhưng mà nó nhìn ra nó có một cái gì rất là trong trắng và rất là dễ thương. Và cho cái em số 9 thì phải nói là dễ thương, đúng không? Hai vị giám khảo đây thì Kha Vinh Hiệp cho em làm Miss Áo Dài, quý vị có đồng ý không ạ? Tất cả quý vị đồng tình với ý kiến của Kha Vinh Hiệp. Xin chúc mừng em Trúc Nguyễn với danh hiệu đó là Miss Áo Dài. Còn Miss Ứng Xử thì sao thưa chị Diễm Xuân? Với cô 15 là em trả lời rất là hay và rất là ý nghĩa. Thành ra ba vị đây cho em số 15, chọn em số 15. Tôi xin chúc mừng em số 15 đã đạt được Miss Elegance. Vâng, và sau đây xin mời ban tổ chức có mời ban giám khảo bước lên sân khấu để cùng chụp hình với các em và trao giải thưởng. Trong lúc đó thì các em thí sinh còn lại thì ban tổ chức sẽ tặng những lì xì, bao lì xì cho các em. Con chào chú, chú có đôi lời nào đang muốn nói không chú? Nãy giờ Kha Vinh Hiệp chấm hai độ tuổi, nghĩa là độ tuổi nhóm Y là các em nhỏ nhất và nhóm này thì lớn hơn tí xíu. Thì Kha Vinh Hiệp ngồi chấm ở dưới mà rất là vui và rất là cảm động khi thấy tất cả các em vẫn mang cái truyền thống áo dài của người Việt Nam mình. Và hy vọng rằng năm tới quý vị, nhất là quý vị phụ huynh, cứ cho các em thi để mình duy trì cái nét đẹp truyền thống của cái áo dài Việt Nam. Quý vị có đồng ý với Kha Vinh Hiệp không ạ? Bây giờ tiếp theo là quý vị sẽ xem cái độ tuổi là lớn hơn tí xíu, cũng chiếc áo dài nữa. Thì bây giờ Kha Vinh Hiệp sẽ với lại ban giám khảo sẽ xuống chấm tiếp tục.